Tin xấu về quốc bảo sâm ngọc linh. Thưa quý vị, nấm bệnh, sương muối và mưa đá đã làm cho 31.000 cây sâm ngọc linh 1 năm tuổi tại hai huyện trồng trọng điểm của tỉnh Kon Tum, đó là Đắk Lây và Tumorong bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Tại huyện Đắk Lây có tới hơn 2.200 cây trong số trên 13.500 cây sâm 1 năm tuổi của người dân tại hai xã Ngọc Linh và Mường Hong bị chết. Còn tại huyện Tumorong thì đến thời điểm hiện tại đã có tới 4 trên 9 xã có diện tích trồng sâm Ngọc Linh báo cáo bị thiệt hại. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum, các cây sâm Ngọc Linh bị bệnh, xuất hiện triệu chứng vàng lá, một số cây bị teo thắt phần thân tiếp giáp với mặt đất, xuất hiện vết đốm nằm trong phiến lá hoặc mép lá, đa số là cây có bộ rễ chưa bị thối. Giá tiêu hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng nhẹ phiên thứ tư liên tiếp thêm 500 đồng 1 kg, giao dịch trong khoảng từ 71.500 đồng đến 75.500 đồng 1 kg. Giá tiêu Gia Lai ngày hôm nay thấp nhất nước giao dịch ở mức 71.500 đồng 1 kg, Đồng Nai tăng nhẹ thêm 500 đồng lên mức là 72.000 đồng 1 kg, cùng tăng 500 đồng 1 kg có Đắk Lắk và Đắk Nông. Các đại lý đang thu mua hồ tiêu ở mức là 73.000 đồng 1 kg, Bình Phước lên mức là 74.000 đồng 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tăng lên mức 75.000 đồng 1 kg, mức giá cao nhất nước ngày hôm nay. Trong khi đó, thị trường cà phê hôm nay không có biến động về giá, tiếp tục trong khoảng 42.500 đến 43.100 đồng 1 kg. Tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, hôm nay cà phê được thu mua ở giá là 42.500 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông giữ mức là 42.900 đồng 1 kg, 43.000 đồng 1 kg. Đây cũng là giá thu mua cà phê tại các tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tính đến giữa quý 2 năm 2022, trong các mặt hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam thì xuất khẩu cá tra đã có sự tăng trưởng vượt bậc với kim ngạch đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 97% so với năm 2021. Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, cá tra đã có sự phục hồi xuất khẩu tốt nhờ vào lợi thế nguồn cung cá thịt trắng từ Nga đang bị gián đoạn. Nhóm thị trường tăng trưởng lớn nhất trong 4 tháng đầu năm là Trung Quốc và Mỹ, lần lượt là 156% và 136%. Tiếp theo là thị trường EU có mức tăng trưởng gần 85%. Ngoài ra thì cá tra đang được mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới như Mexico, Ai Cập, Thái Lan. Không chỉ tăng về lượng, giá cá tra xuất khẩu đang có xu hướng tăng xuất khẩu. Mỹ đang ở mức 4,5 đô la Mỹ 1 kg, mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Quý vị, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 610 hồ chứa lớn nhỏ và hơn 1.000 km đê sông và đê biển. Trước mùa mưa bão này, thì tỉnh này đang triển khai các phương án bảo vệ các trọng điểm sung yếu và gia cố lại các vị trí đê kè hồ đập xuống cấp có nguy cơ mất an toàn. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chuẩn bị vật tư, lực lượng bố trí các điểm xung yếu, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến là 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày sẽ từ 50 cho đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ từ 13 cho đến 17 giờ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai, ngày 4 tháng 6. Và từ ngày 5 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng khiến cho cây dưa chuột dễ bị mắc bệnh, bệnh héo rũ và vàng lá. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh này cho cây bằng các biện pháp như sau. Trước tiên thì cần chú ý khâu làm đất, cần thông thoáng, lên luống cao để cây không bị ngập úng, tạo mặt đất khô ráo nhưng vẫn đủ độ ẩm cho dễ hút nước nuôi dưỡng cây. Bên cạnh đó thì mật độ cây trồng vừa phải, không trồng cây quá sát nhau, cắt tỉa bỏ lá già dưới gốc và những nhánh phụ để vườn thông thoáng và khô ráo. Ngoài ra thì cần chú ý là bón nhiều phân hữu cơ như là phân chuồng, cho trấu, rơm rạ, cân đối tỷ lệ bón đạm, lân và kali, không nên tưới đạm quá nhiều. Và khi phát hiện bệnh thì có thể phun hay là tưới một trong các loại thuốc trừ nấm theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.